Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin của 3 giây được cập nhật gửi đến tất cả quý vị và các bạn có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phân công nhiệm vụ của 3 Phó Thủ tướng Chính phủ. Dù bé Thái Lý Hạo Nam đã đưa một đoạn cọc bê tông lên mặt đất, khởi tố vụ án nhận hối lộ ở tại hai trung tâm đăng kiểm ở Sơn La, giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản 28 tỷ đồng, xe khách chở nhân viên về quê ăn Tết gặp tai nạn, một người chết, 26 người bị thương. WHO kêu gọi Trung Quốc công bố dữ liệu COVID-19. EU trừng phạt Nga. Kính thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang. Theo tin từ Dân Trí, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác. Kinh tế tổng hợp bao gồm kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ ngân hàng, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính, dự trữ nhà nước, dự báo các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính, quỹ dự trữ ngoại hối và các quỹ khác của nhà nước, phát hành công trái, trái phiếu chính phủ, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, phát triển các loại hình doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, giáo dục đào tạo và dạy nghề, khoa học và công nghệ, lao động việc làm và các vấn đề xã hội, thông tin và truyền thông, văn hóa, du lịch, thể dục thể thao, y tế, dân số, gia đình và trẻ em. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực công tác xây dựng thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, ngoại giao và quan hệ đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vận động vốn vay ưu đãi, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài, hội nhập quốc tế, theo dõi chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương, cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế, đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực, công tác biên giới và các vấn đề về Biển Đông, hải đảo, công tác của Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam, các vấn đề về nhân quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, những vấn đề thường xuyên về thi đua khen thưởng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc xá, phối hợp công tác giữa chính phủ với Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Các phó thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các bộ được phân công, các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ bé Thái Lý Hạo Nam rơi xuống cọc bê tông sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Vào sáng ngày 16 tháng 1, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn thứ nhất dài 12m trong số 3 đoạn của cọc bê tông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. Báo tin tức đưa tin, vượt sáng nay, tổ điều hành cứu nạn cứu hộ công trình cầu Rọc Sen tiếp tục đào đất bằng gạo cạp đến độ sâu âm 19m so với đầu cọc bê tông.
còn 5 mét nữa là đến đầu cọc số 3. Quá trình đào, lực lượng cứu hộ có sử dụng dung dịch betonite để giữ ổn định cho thành dách chống sạt lở, đưa đoạn bê tông thứ nhất lên khỏi hố móng và bịt kín đầu cọc đoạn 2 vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 1, tránh cọc bị đổ nghiêng. Hiện nay, công việc tiếp theo của lực lượng cứu hộ là tiếp tục đào đất trong lòng hố móng để đạt được độ sâu âm 23 mét. Tính từ cọc bê tông, các mối nối thứ hai hay là đầu đoạn thứ ba khoảng 1 mét. Sau đó, lực lượng sẽ đưa ống dách D2100 lên mặt đất và triển khai bước cứu hộ tiếp theo. Kính thưa quý vị, ngày 16 tháng 1, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết cơ quan cảnh sát điều tra BC03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm 2601D, 2603D. Hai trung tâm đăng kiểm này đều có trụ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo Công an tỉnh, kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, một số cán bộ của hai trung tâm đăng kiểm trên đã nhận hối lộ của các chủ xe trong việc là quát tải xe ô tô. Đáng chú ý là kết quả điều tra cho thấy các cán bộ của hai trung tâm đăng kiểm đã chuyển một phần tiền nhận hối lộ cho một số cá nhân tại Cục Đăng kiểm Đường bộ Việt Nam. Trước đó, căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khám xét khẩn cấp hai trung tâm đăng kiểm trên, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Thưa quý vị, theo Công an Nhân dân Online, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình phát hiện đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao, móc nối với người nước ngoài để mà thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan viễn thông ở Việt Nam, liên lạc với bị hại, thông báo bị hại giả mạo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và nối máy trực tiếp đến cơ quan chức năng để trình báo. Sau đó, các đối tượng giả danh là cơ quan công an, viện kiểm sát, hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng để chiếm đoạt. Từ tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, đường dây lừa đảo trên đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 28 tỷ đồng. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp theo chương trình là những thông tin bà dài vừa cập nhật. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa xe khách chở cán bộ nhân viên một công ty ở Bà Rịa - Vũng Tàu về quê ăn Tết, va chạm với xe khách chạy hướng ngược lại khiến một người tử vong và 26 người bị thương. Cả hai xe đều bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu xác định do một tài xế điều khiển bất ngờ lấn làn và va chạm mạnh với xe khách. Kính thưa quý vị, Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng trên dùng thủ đoạn lên Facebook ra xả hàng các mặt hàng nhập khẩu với giá rẻ. Khi có người liên hệ mua hàng, nhóm này yêu cầu người mua phải là chuyển tiền đặt cọc hoặc là thanh toán trước tiền mua hàng. Qua đó đã lừa đảo gần 10.000 người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết vừa phá thành công chuyên án mua bán pháo nổ trái phép liên tỉnh, thu và tạm giữ gần 400 kg pháo nổ, 2 ô tô, 7 điện thoại di động và các tài liệu vật chứng khác có liên quan. Đối tượng Nguyễn Thái Đại, sinh năm 1984, trú tại xã Ly Thái, huyện Nghi Lộc, cấu kết với một số đối tượng trong và ngoài địa bàn Nghệ An. Trong đó có Nguyễn Đình Định, sinh năm 1967, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, để buôn bán pháo nổ. Các đối tượng mua đi bán lại, tích trữ nhằm kiếm lợi. Theo Vietnam Express, công ty chứng khoán Tân Việt vừa bị phạt tổng cộng 745 triệu đồng
vì nhiều hành vi khi chào đón trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn 2021-2022. Mức phạt cho từng vi phạm hầu hết là đều là kịch khung theo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Chứng khoán Tân Việt là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của tập đoàn đầu tư An Đông, doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Xin chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật đáng chú ý khác. Sau khi Trung Quốc báo cáo có tới 60.000 người tử vong vì dịch COVID-19, chỉ trong khoảng một tháng, nước này chịu sức ép là phải công bố thêm dữ liệu về nội dung này. Động thái này có thể là khiến cho Bắc Kinh chịu thêm sức ép trong bối cảnh đối mặt với nhiều cáo buộc về minh bạch thông tin. Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc chỉ ghi nhận 36 trường hợp tử vong trong khoảng một thời gian từ ngày 7 tháng 12 năm 2022 tới ngày 8 tháng 1 năm 2023. Nhưng trong dữ liệu điều chỉnh sau đó, chính quyền cho biết tính từ ngày 8 tháng 12 năm 2022 tới ngày 12 tháng 1 năm 2023 có 5.503 người chết liên quan tới COVID-19 và 54.435 người chết vì ung thư, bệnh tim và các bệnh khác kết hợp với COVID-19. Theo WHO, dữ liệu do Trung Quốc công bố nêu trên cho phép các chuyên gia hiểu rõ hơn về tình hình dịch tễ học. Kính thưa quý vị, mới đây EU áp gói trừng phạt mới nhằm vào Nga để hạn chế hơn nữa năng lực tác chiến của nước này tại Ukraine. Quyết định được Liên minh châu Âu EU công bố ngày 16 tháng 12 là gói trừng phạt thứ 9 của khối nhằm vào Nga sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi cuối tháng 2. Gói trừng phạt mới nhằm hạn chế hơn nữa năng lực tác chiến của Nga ở Ukraine. Theo gói trừng phạt mới, EU hạn chế xuất khẩu động cơ máy bay không người lái UAV sang Nga hoặc là các nước định cung cấp vũ khí cho họ. Thêm gần 200 cá nhân và tổ chức bị EU liệt vào danh sách đen, bị phong tỏa tài sản và cấm cấp thị thực. 4 mạng lưới truyền hình Nga bị cấm phát sóng trong khối. EU cấm đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ của Nga, ngoại trừ một số nguyên liệu thô, cũng như cấm xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng có thể phục vụ chiến dịch quân sự của nước này. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của Bà Giai. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Bà Giai rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.